Chỉ sau hơn một năm tiếp nhận Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cơ sở 2 đã tập trung nỗ lực đổi mới toàn diện, từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực, trang thiết bị. Nhờ đó đã tạo được sự thay đổi vượt bậc cả về chất và lượng trong công tác khám chữa bệnh, dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Là người cao tuổi lại hay đau ốm, trước đây bà Nguyễn Thị Kim Liên thường phải đi khá xa mới tìm được nơi khám chữa bệnh ưng ý. Thế nhưng từ khi Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tiếp quản Bệnh viện Giao thông Vận tải làm cơ sở 2 và có sự thay đổi lớn về mọi mặt, bà yên tâm chọn nơi đây để khám và điều trị. Qua mấy lần khám thì chúng tôi thấy được rằng là chất lượng ở đây rất tốt. Cái thái độ phục vụ thì nhiệt tình, người ta cũng nói là rồi, nhưng cái trình độ chuyên môn cũng được nâng cao rất nhiều. Sự tin tưởng của người dân là hoàn toàn có cơ sở khi chỉ trong thời gian ngắn, bệnh viện đã dành mọi nguồn lực để đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Nếu như cách đây vài năm, bệnh viện chỉ xét nghiệm được các kỹ thuật cơ bản, thì nay với hệ thống labo xét nghiệm đồng bộ hiện đại đã triển khai đầy đủ các chỉ số xét nghiệm chuyên sâu về huyết học, sinh hóa, giải phẫu bệnh, miễn dịch và vi sinh. Hệ thống xét nghiệm của chúng tôi thì được đầu tư gần như là mới hoàn toàn. Ngoài những cái xét nghiệm cơ bản thì chúng tôi còn thực hiện được những cái xét nghiệm chuyên sâu như các mắc cơ ung thư, các hóc môn về tuyến giáp, về tiêu hóa. Đi cùng với sự đầu tư thay đổi về diện mạo, trang thiết bị, điều mà ban lãnh đạo bệnh viện trăn trở nhất đó chính là chất lượng đội ngũ làm công tác chuyên môn. Tất cả cán bộ quản lý cũng như bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi của cơ sở 1 và cơ sở 2 được luân chuyển thường xuyên, đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng chuyên môn và quyền lợi của người bệnh giữa hai cơ sở. Hiện nay, nhiều kỹ thuật cao đã và đang được triển khai thường quy và hiệu quả tại cơ sở 2. Thời gian qua, bệnh viện thường xuyên luân chuyển cán bộ là những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi ở cơ sở 1 đến cơ sở 2. Trực tiếp phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chú trọng đầu tư hệ thống trang thiết bị về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân nặng như hệ thống máy thở, hệ thống phẫu thuật ở nhà mổ. Và cho đến hiện nay thì có thể nói là trình độ, chất lượng chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh, điều trị cấp cứu bệnh nhân nặng tại cơ sở 2 tương đương ở cơ sở 1. Với phương châm tất cả vì người bệnh, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực cho cơ sở 2, tiến tới thành lập trung tâm tiết niệu, thận học, nam học, sàn chậu tại đây. Cùng với đó là duy trì phòng khám chuyên khoa tim mạch tại cơ sở 1 do các chuyên gia, bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội trực tiếp khám, chữa bệnh cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu tầm soát và khám bệnh chuyên sâu về tim mạch của người dân.